Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cái thanh niên này qua được ngày, hai ngày, rồi ba ngày, tới ngày thứ tư vác vali qua luôn. Cái hỏi, ủa sao anh qua đây anh ở với em vậy? Lúc đầu á, mọi người sẽ nghe xong mọi người nghĩ chắc là muốn qua đây chăm sóc, quan tâm, yêu thương con. Dạ không, tại vui, tại vui. Dạ lúc đầu chị con là không đồng ý, nghĩ là cái đó không phải là con của con. Con dãy đành đạch lên, con dãy ghê luôn á, con dãy đùng đùng luôn. Con đòi bỏ nhà ăn đi, con đòi bỏ chồng, bỏ hết luôn đó. Cái đêm đó con đòi bỏ đi, má chồng con gọi: mày ơi, đến nhà cho tao, mày đi là mày sai, còn mày ở nhà là mày đúng. Dạ anh sao? Dạ muốn sao? Hả? Đó là bao nhiêu lần rồi? Kính thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ và chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Hello, xin chào hai bạn. Bây giờ mời hai vợ chồng giới thiệu về mình nè. Con tên là Huỳnh Vĩnh Huy, năm nay con 30 tuổi, hiện tại là dancer tự do. Mời bạn. Con chào chú Thuận, con chào cô Vân ạ. Con tên là Trịnh Nguyễn Hưng, con cũng là dancer tự do luôn. Rồi bây giờ bật mí cho chú biết đi, tại sao trong vô số những cô gái trên quả đất này chúng ta không gặp mà con lại gặp cô ấy? Dạ là thực ra là con đã gặp vợ con là từ 4 năm trước rồi. Tụi con lúc đó là trong một nhóm nhảy dancer K-pop. Sao lại là 4 năm trước? 6 năm rồi. 6 năm rồi. Wow. Con nghe không? Tại vì cái 4 với cái 6 nó khác nhau dữ lắm nè. Đi chung tới 700 mấy ngày đó con ơi. Rồi sao nè? Dạ rồi sau khoảng một thời gian con có đăng một story là một chú rùa đang nhìn lên mấy nhà, và sau đó là vợ con đã rẹp story đó. Con phải dành 45 phút để suy nghĩ là có nên gặp lại không. Con chỉ vô thả ha ha thôi. Một cô gái xinh đẹp như thế này mà tại sao con lại suy nghĩ trăn trở nó dài như vậy? 45 phút đó. Dạ. Sao vậy? Dạ tại vì con cũng đang suy nghĩ là không biết là mình nhắn tin cho cô ấy mà không biết cô ấy có trả lời lại cho mình không. Tại sao con lại cảm xúc với cái chú rùa nhìn lên như vậy để mà con ha 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 vậy? Dạ tại vì lúc đó cái tinh thần của con nó đang bị stress lắm, mà kiểu đang rất là bất ổn tâm lý luôn. Thì con lướt đại mấy cái story của bạn bè thì gặp story của chồng con, thấy cảm giác nó rất là dễ thương, cảm giác mang đến một cái tinh thần rất là tích cực luôn, nên thành ra con hả ha ha cái nhắn tin qua, cái con suy nghĩ ủa ha ha mày ha ha mà sao mà nhiệt tình vậy. Nhắn cái gì mà con nói là nhiệt tình? Sao giờ em chưa ngủ? Là lúc đó khuya lắm à hả? Dạ dạ, lúc đó khoảng 2 giờ sáng. Trời ơi, đó có chuyện gì mà stress dữ vậy? Dạ lúc đó là con đi diễn ở ngoài Bắc. Tình hầu như cái thời gian chỉ sống có một mình thôi, nên kiểu tiền bạc và gia đình đồ là bắt đầu suy nghĩ tùm lum luôn rồi. Sau khi mà nhắn tin là đến lúc mà hai đứa gặp nhau ngoài đời là cách nhau bao lâu? Qua ngày hôm sau à? Lúc đó là con đang ở Hà Nội, con bay về. Cái đêm nói chuyện đó, cái thanh niên nói con: thôi anh đợi em về Sài Gòn. Cái rồi ngày hôm sau nói chuyện, qua ngày hôm sau nói chuyện, cái tự không tỏ tình luôn. Mà có ra sân bay đón cô ấy không? Con không có chờ. Dạ lúc đó là con cũng không biết là vợ con về nữa. Tại là lúc mà vợ con về xong rồi, vợ con nói con mới biết là trễ lắm rồi. Ủa mà tỏ tình sao con? Tự không đang nhắn tin bình thường đi, em có muốn làm người yêu anh không? Ôi. Rồi con suy nghĩ bao lâu thì con trả lời lại? Nó thôi để em về Sài Gòn đi tính. Trời ơi, vậy là vì câu đó mà con bé về Sài Gòn. Rồi về Sài Gòn rồi có nhận lời người ta không? Dạ qua nhà chơi với con đồ chắc cũng 3 ngày hả? Dạ đúng rồi. 3 ngày. Tại bé nó lỡ mồm á cho nên hỏi luôn. Cái lần đầu là hốt luôn á hả? Dạ. Dạ chưa. Tôi lần thứ 3. Dạ đúng rồi. Qua tại nhà nhà gặp nhau nói dạ, chuyện 3 đêm rồi. Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Con bé nó ở con mình hả con? Dạ ở chung với mấy anh chị. Mấy anh chị em xã hội đồ. Cô hỏi nè, khi mà hai đứa bắt đầu gặp nhau á, thì cái ấn tượng của tụi con với nhau nó như thế nào? Lần đầu tiên con gặp chồng con là con nhìn thấy là ồ, gu mình. Đúng rồi. Mai gu. Mai gu. Mai gu. Là sao, là giống Hàn Quốc đúng không? Không, kiểu
đó giờ con thích cái mặt kiểu như vậy nè, không cần biết phải giống Hàn Quốc hay không, chứ cái mặt như vậy là cảm giác như là thu hút mình rồi đó. Hai đứa chính thức yêu nhau là được cách đây là 3 năm. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Đó, rồi trong khi mà yêu nhau vậy có những cái chuyện gì vui không? Hỉ nộ ái ố, rồi những cái gì mà vui vẻ kể cho cô chú nghe coi. Thanh niên này đó giờ chưa bao giờ qua nhà người yêu ở lại qua đêm. Mà con á là sống giống như sống tự lập vậy, nhưng mà là ở trong một cái nhà là mấy anh chị em xã hội ở chung nguyên cả đám. Thì có một mình con là một phòng riêng, còn ai cũng có người yêu, thậm chí có con rồi ở chung vậy. Cái thanh niên này qua được ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày, tới ngày thứ 4 vác vali qua luôn. Cái hỏi, ủa sao anh qua đây anh ở với em vậy? Lúc đầu á, mọi người sẽ nghe xong mọi người nghĩ chắc là muốn qua đây chăm sóc, quan tâm, yêu thương con. Dạ không, tại vui, tại vui. Ủa sao qua ở vậy mà? Tại vui em, tại vui. Trời ơi, nhà em vui quá trời luôn. Con là người Sài Gòn hay là con là người gốc ở đâu? Con là người Sài Gòn. Ủa nhưng mà sao không ở nhà mà ra ở chung với các chị em xã hội vậy? À, kiểu không có hợp với bố mẹ. Kiểu cứ sơ hở cái là cự. Khi hai đứa quen nhau rồi thì có đưa nhau về nhà ra mắt bên bạn này hay là bên con không? Dạ có. Vừa mới qua nhà con lần đầu tiên hỏi mẹ con là cho con cưới bé Hân được không? Sao con có cái điều gì ở bé nó đặc biệt đến mức mà con phải muốn cưới cho bằng được vậy? Dạ, vợ con có một cái gọi là siêu năng lực là lực hấp dẫn á. Cứ gặp là hấp dẫn. Hấp dẫn vậy dạ. Đó. Rồi lúc mà xin cưới vậy là mẹ của Hân có cho con đồng ý cho con liền không? Dạ chưa. Dạ không, mẹ con kêu là hai đứa nên suy nghĩ kỹ, nên ở bên cạnh nhau một thời gian đi rồi tính. Dạ, còn bên ba má chồng con thì hai đứa quen nhau thoải mái thôi. Cái chồng con đánh nhanh rút gọn luôn. Đánh nhanh rút gọn kiểu gì mà cưới con liền? Con được 2 tuổi rồi. Thấy chưa? Vậy là bác sĩ hiểu cưới liền tay luôn đó. Dạ, đúng. Nhưng mà đó là trong chiến lược của tụi con. Dạ đúng, dạ, rồi. Vậy thì tính từ cái lúc mà ra mắt hai bên cho đến bao lâu thì hai đứa mới cưới nhau? Dạ 1 tháng sau là con dính bầu. Mới làm kết hôn. Nó gom vali, nó gom đồ, nó qua ở chung mà chung ổ thì năm nay bởi lại con bé này cái lực hấp dẫn nó dữ dội nữa. Rồi đến lúc mà khi mà con có phát hiện là có baby rồi đó, dạ, thì là hai đứa có dọn về nhà ở không hay là vẫn tiếp tục ở chung với các chị em xã hội? Khi mà con phát hiện một ngày là con mới đi đánh nhau. Vẫn thiệt. Trước khi mà con phát hiện là ngày hôm trước á là có một thằng nhóc trộm cướp nó ăn cướp tiền trong nhà, con quýnh thằng đó thấy bà đó luôn. Cái ngày hôm sau thử quen với bà phát hiện ra hai vật mà chồng con vậy nè. Lúc đó đang đi làm nữa. Đứng hình đó. Cái quay qua đụng vô người con. Hôm qua em bay lên em đá nó làm vậy. Rồi bi nó có sao không em? Ôi ôi, nó sao hết đúng không? Bình thường. Khi mà con báo đó với gia đình á thì gia đình con có nói gì không? Dạ lúc đầu chị con là không đồng ý, nghĩ là cái đó không phải là con của con. Rồi sao, rồi con giải thích làm sao? Dạ con cũng nói là để thời gian sẽ trả lời. Đẻ ra mặt y chang. Đẻ ra mặt y chang con luôn. Đẻ ra y chang luôn. Cái gen mạnh mà. Dạ. Lúc mà mới đẻ nó ra, người ta còn nói mà anh này đem đi xét nghiệm chắc người ta quýnh người cha nó. Tại mặt giống mà đòi đi xét nghiệm. Câu chuyện mà chị hai con nghi ngờ đó, con có chia sẻ cho vợ biết không? Dạ vợ con cũng có biết luôn. Và lúc đó khi con nghe những cái điều mà chị hai nghi ngờ về vấn đề đó thì cái phản ứng con như thế nào? Con giãy đành đạch lên. Con giãy ghê luôn á, giãy đùng đùng luôn. Con đòi bỏ nhà ăn đi, đòi bỏ chồng, bỏ nhưng mà bỏ hết luôn. Lúc đó con có mâu thuẫn với chị hai không? Nói chung con nếu mà gì? Nói không buồn thì là mình nói dối. Nói sao ta kiểu vô tư thôi, đẻ ra đi tính. Với lại ba má chồng con thương con lắm, nhất là má chồng. Cái đêm đó con đòi bỏ đi, má chồng con gọi: mày ơi đi ở nhà cho tao. Mày đi là mày sai, còn mày ở nhà là mày đúng. Nhưng mà lúc đó là con về nhà chồng ở. Dạ đúng rồi, về rồi đó. Nên chị chồng con mới họp gia đình rồi mới nói như vậy. Thì gặp cái tính con, cái ngữ, cái nư của con cũng không có vừa. Con dãy là con dãy ghê lắm. Con dãy sống chết luôn mà. Đòi bỏ chồng, bỏ chồng làm y sư đùng luôn. Vừa khóc vừa làm luôn. Cái rồi má chồng con thấy xót con quá. Nói là không phải con, phải con Huy hay là con nó đi chăng nữa, lỡ mà sau này á nó cưới nhỏ nào mà không sinh con được thì lúc đó thì sao, không lẽ cũng phải nhận con nuôi thôi. Thì nó khác gì đâu, thì cứ giờ để hai đứa nó ở bên nhau rồi cưới nhau rồi đẻ con đi, rồi cái gì đúng gì sai nó sai. Má chồng con nói vậy đó. Rồi bây giờ làm sao? Kể chắc chị hai cũng cảm thấy như là đợt đó có hơi không có quá chút xíu, hơi quá xíu nên không? Chị hai, với lại là chị hai chồng con rất là thương mé nhà con, cực kỳ thương luôn. Mà con mé đó đó dạ,
con bé nhà con nó dính chị hai chồng con, phải gọi là dính đu như đu cây vậy đó. Cứ vừa mới thấy là trụ chạy khắp nhà la hét. Thôi vậy là quá vui rồi. Dạ. Như làm giấy kết hôn là đã 3 năm rồi. Dạ, đã 3 năm. Con bé thì 2 tuổi rồi. Dạ đúng không? Rồi giờ mình kể tới cái vụ kia đi. Trang 2 đó. Con thật xấu loài ra đó. Vợ con có thật xấu không? Vợ con là thường hay ngủ trễ vì vợ con làm dancer buổi tối á. Con đã ngủ sớm quen rồi. Tầm khoảng 10 giờ 11 giờ con đã ngủ rồi. Nhưng mà ở chung với cậu con thì khoảng tầm 3-4 giờ sáng con mới ngủ rồi. Cái thói quen đó con không có thể nào mà theo kịp được. Thức trễ nè. Dạ đúng rồi. Không, nhưng mà bây giờ cái đó không thể nào mà xếp vô cái tật xấu được con ơi. Với công việc của người ta mà. Đi làm là mấy giờ về? 1-2 giờ. 1-2 giờ về, nhưng mà về vẫn không chịu ngủ. Về nó phải tẩy trang nè, rồi nó phải relax lại cho những cái mà cái mệt mỏi rồi những cái căng thẳng nó qua đi rồi mới ngủ được. Nhưng mà là bà về là bà không có, cái ngày bà làm hết rồi nhưng mà bà vẫn phấn không chịu ngủ đúng không? Dạ đúng rồi. Làm điện thoại. Dạ đúng rồi. Khó lắm. Tại vì ơi, trong cho con đính chính. Cô đang đính chính nhìn con đó. Con đi làm về đây rủ đi chơi net. Tới giờ luôn hả? Tụi con vẫn chơi tới giờ. Không phải tụi con mới chơi tới 3 giờ sáng. Thấy chưa? Thấy đổi thừa không? Thấy đổi thừa cho vợ. Chơi, con kêu anh đâu. 1 giờ về ngủ anh. Thôi ngáy nữa đi em. Tất ngủ không có được. Đi về nhà nằm ngủ không được. Hèn gì con mén nó bám bà chị hai là đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng đó. Từ cái vụ mà thức khuya nó lòi ra cái tật xấu là cái tật xấu đi chơi nét đó. Rồi tật khác nào? Thường thường là con hay bị chửi oan không à. Con suy nghĩ là con không biết là con làm gì sai tự nhiên bị chửi. Rồi có đập đồ đập đạc không? Dạ dạ không à. Có ném đồ mà ném không có đập. Lựa đồ nhựa ném đúng không? Gói ôm xong rồi gói bông. Có nghĩa là tức giận ném đồ mà có sự tính toán. Cầm điện thoại lên ghim lại. Rồi bây giờ cái nết không còn nhảy đành đạch nhưng mà cái mỏ có hoạt động không? Dạ có, theo kiểu chữa văn hóa. Dạ anh sao? Dạ muốn sao? Hả? Đó là bao nhiêu lần rồi? Con có cãi lại y chang vậy không hay lần đó? Dạ cũng có ạ. Tại vì nếu mà con cảm thấy con đúng thì con sẽ sực lại liền. 10 lần thanh niên cãi là sai hết 9 lần rồi. Nhiều khi cãi mà nó thôi đừng cãi nữa. Hồi nữa sai thiệt. Rồi giờ mong muốn bé ấy thay đổi điều gì con? Con chỉ muốn là vợ con thay đổi là sẽ tập quen ngủ sớm thôi để có sức khỏe. Ngủ trễ quá sức khỏe không tốt. Mà con rất là chân thành luôn thì mốt con đừng có rủ nó đi chơi nét. Tại vì nếu như nó ngủ mà con không ngủ không đi chơi nét làm sao nó ngủ được? Đúng rồi. Lỡ con rủ người khác chơi thì sao? Đúng rồi. Nó đi theo nó canh con chứ. Ủa tình thường hai đứa đi chơi nét mấy ngày vậy? Dạ ngày nào cũng đi hết. Thấy chưa, tôi đang tính nói mỗi ngày. Trời ơi, con xuống té gầm mình nè thiệt á. Hai vợ chồng con chơi net nhiều tới nỗi mà trong giới đen ai cũng biết hết. Hai vợ chồng mày hôm qua đi chơi net nữa đúng không? Ủa này sao không sắm cái máy ở nhà luôn đi chơi? Mén nó còn nhỏ quá, nó tò mò. À tụi nó chơi mà tính nó lịch sự. Với lại là không thả cái mỏ mình được. Chơi mà bưng bít á, ngợp. Không gây ảnh hưởng đến trẻ con. Còn ra tiệm nét là bao nhiêu ngôn từ hoa mỹ thì tụi con băng cũng được. Rồi tới con đó cái mỏ hoạt động. Mê game một cách vô tội vã là sao hỏi là chơi, con nói là chơi với con nhiều lên đi. Tối mình đi làm rồi mình ít ở nhà con thì chịu khó ban ngày chơi với nó. Với lại là ban ngày nó đi học là tầm chiều về là cái khoảng chiều cho tới 7-8 giờ tối là tụi con chuẩn bị đi làm á. Thì con muốn trong cái khoảng đó dành thời gian cho con nhiều hơn. Đúng rồi. Con ngồi kế bên chơi đồ chơi ổng. Hai mẹ con ngồi cười hí hay ổng. Rồi nhiều khi mỏ con không muốn hổn cũng không được nữa. Biết rồi con ngồi xuống không? Một là anh đổi điện thoại, hai em đổi chồng. Chơi game mà kiểu bị lậm luôn á. Đem điện thoại vô phòng tắm vừa chơi game. Trời ơi. Ngồi ăn cơm cũng ngồi bấm chơi game. Còn cái gì nữa không nè? Trời ơi, cái mỏ này một khi dảnh lên cũng không có vừa đâu. Nó còn mỏ hổn đây cũng đâu vừa đâu. Trời ơi, con nói một cãi lại chém hỏi tay quay đấy. Bên mỏ cãi, bên mỏ anh mỏ cãi vậy thôi. Nàng mỏ hổn đó. Rồi với vợ có nhẹ nhàng, có lãng mạn không? Dạ không, khô lắm. Khô cằn như sa mạc Sahara. Nhưng mà có cọc tính không? Cũng vậy luôn, cọc nhưng không bao giờ làm tổn thương con. Rồi con mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Mong là bớt chơi game lại, với lại là tập trung vào chuyên môn hơn. Vì một mình con không thể xoay sở nào hết được chuyện công việc của con, rồi phải lo cho chồng con nữa. Thì con có điều gì muốn nói với vợ con không? Dạ anh hứa với bà xã là sau này anh sẽ bớt chơi game lại. Anh sẽ tập trung vào công việc hơn là chơi game. Và chơi con nhiều hơn nữa. Em sẽ bớt chửi anh lại. Hứa luôn. Với điều kiện là anh phải đáp ứng đủ những gì anh hứa với em.
Mọi thứ anh ok rồi, trừ mấy cái khoản kia thôi. Ok, okay. Vậy đi ha. Chúc cho hai đứa luôn luôn vui vẻ như thế này, luôn luôn hạnh phúc như thế này. Dạ. Dạ, xin chào. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn cô chú nhiều. Không thể nào quên cha tôi, ngày nào gian khổ đêm nghe vài câu vọng cổ. Ba em ngủ dậy cái thấy ổng ngồi trong ngóc trong nhà. Ủa cái thằng nước nóng bị đâu đây mày? Mẹ em mới nói là nó đi sửa con gái không á. Nó đi sửa con gái không á. Có cái em ngủ giường, ảnh ngủ giường. Tối trên giường ảnh mò qua bên giường mình nằm. Ảnh chưa giường mình nằm á. Ê nãy hứa là sao, hứa người nằm giường sao à. Giờ chưa đây, tôi đi về Sài Gòn đó nha. Có cái điện thoại đập cha điện thoại đi, chứ đâu có xài điện thoại chi. Mà điện qua không được, không về lấy thì nói người ta, ta lấy tiếng. Em tức em lấy cái điện thoại em đập nát cái điện thoại luôn. Xong thế là ông xách đồ, ông cuốn đồ, ông đi. Đi đâu 2-3 ngày 2-3 đêm luôn. Dala New Farm, nhà sản xuất và cung cấp đông trùng hạ thảo chất lượng cao. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại cặp vợ chồng dancer này nhé. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Wow. Ờ đó, trời ơi. Này đây đi cưng. Đây là quen một một người em của em. Rất là đam mê chương trình và đặc biệt là rất ái mộ chị Vân. Đó. Và hôm nay được lên với chương trình thì chắc có lẽ là mời hai vợ chồng. Nhưng mà làm bạn đúng là ca sĩ tục. Đúng không? Ca sĩ. Làm đúng thủ tục. Giới thiệu đi nè. Em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả khán giả xem đài chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay. Và em là ca sĩ Ngọc Khang, tên thật là Trần Văn Công. Là nhiêu tuổi rồi Công? Dạ hôm nay em 41 tuổi. Hiện tại công việc em là ca sĩ, em đi hát khắp nơi. Đúng rồi. Hiện tại giờ hai dòng em ở tại Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng có mở cái quán chay ngay cổng ngay chùa Pháp á. Rồi tới giờ anh Khang giới thiệu. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin chào quý khán giả chương trình Vợ Chồng Son. Em năm nay là 35 tuổi. Em buôn bán tự do, hôm em qua bán món ăn quán chay Ngọc Khang, nhà ở gần chùa Hoàng Pháp. Vợ của anh Ngọc Khang. Dạ nãy giờ chị giới thiệu hết luôn mà chị không giới thiệu tên. Tên gì? Em tên Trinh. Trinh. Dạ. Trinh. Bây giờ nè, Khang có thể hát một đoạn cho một bài hát nào đó để mà cho cô Vân cũng như là khán giả Vợ Chồng Son thưởng thức cái giọng hát của Khang. Đúng rồi. Đó. Dạ em xin gửi đến anh chị bài hát sáng tác của thầy Hồng Sơn, bài bài xế này. Rồi. Đứng lên đi cưng, đứng lên. Dạ. Có người hỏi tôi tại sao thường nghe nhạc tình, tại sao thường ca nhạc xến. Trả lời gì đây trong tim đầy với nỗi niềm, từ thuở còn thơ nghe tiếng mẹ âu ơ. Không thể nào quên cha tôi, ngày nào gian khổ đêm nghe vài câu vọng cổ. Đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc, đây lòng mẹ bao la kia câu hát tình chàng. Trời ơi, đúng là học trò của thầy ha. Đó. Luyến lấy giống thầy dễ sợ luôn. Nhắm mắt lại. Chị tưởng Ngọc Sơn hát không đó. Giờ nó cơ duyên đi. Cơ duyên làm sao mà gặp được bé này đó. Bé vợ đó. Đi ăn chay rồi gặp đúng không? Dạ ngày trước kia em đi cũng từng đi hát lót thôi, chưa có đinh chưa thi ca sĩ mặt. Thì công việc của em trước kia là em làm bên hệ thống năng lượng mặt trời á, với lại máy lạnh. Thì vô tình là nhà vợ em xây nhà. Thì quá trình làm em cho lính rồi làm xong hết rồi, nhà xong hết rồi, tân gia rồi, em chưa biết vợ em là ai. Mấy tuần sau á, cái đường nước nước lạnh của bên linh lạnh làm nó bị trục trặc, nó bị nghẹt. Mà bên thầu là cứ gọi em. Em tới sửa lần đầu rồi cũng chưa biết vợ em luôn. Rồi bắt đầu lần thứ hai em tới sướng lần nữa. Thì lúc đó thấy gặp vợ em trên lầu. Em đang phơi quần áo. Đang được phơi quần áo. Mà ảnh đâu, ảnh sửa chờ ảnh xuống anh để ý em. Cái em đang phơi đồ ở trên sân thượng, trên ban công á. Cái anh kêu anh về nha em. Em không trả lời, anh về nha em. Em không trả lời hai lần, cái lần thứ ba em. Cái em đang phơi, em quay lại gì cha nội. Anh về nha em, về đi. Cái xong rồi lần sau mấy hư tiếp. Qua sửa xong rồi qua lại sau lại cho nó hư á. Luôn đúng rồi. Quay vô nó gãy đúng gì rồi. Đó là... sửa xong rồi qua ngày sau mới hư tiếp. Mẹ em điện cho cái chủ nhà đầu tư tiếp, cái nói
điện ảnh lên cái nói thằng Quỷ sao mày làm máy hư hoài vậy, mày cho con tao số điện thoại đi, có gì tao điện mày để mày điện nhà thầu hoài à. Là quá khoái luôn đúng không anh? Này anh ngay đúng ý ảnh mà, lần trước anh hỏi mình về mình đâu trả lời đâu. Cái anh cho số điện thoại xong cái Zalo, ảnh vô Zalo ảnh mới nhắn tin mình này kia nọ, ngày nào cũng mò tới nhà hết. Cái ba em á thì có thói quen ngủ sớm, cái bữa đó ba em mới hỏi, ba em ngủ dậy cái thấy ổng ngồi trong ngóc trong nhà, ủa cái thằng nước nóng mày đâu đây mày? Mẹ em mới nói là nó đi sửa con gái không á. Nó đi sửa con gái không á. Ủa nhưng mà nè, nghĩa là mẹ cho vô nhà. Dạ. Nhưng mà sau đó thì là em gặp lại thì em có còn lạnh lùng giống như cái bữa thì đầu? Thì bữa đầu tiên ảnh xin số điện thoại em đó, bắt đầu ngày nào cũng nhắn tin tấn công hết trơn, hỏi em này ăn cơm hay em đi chơi này kia nọ, hỏi thăm hỏi, nói chung là hỏi đủ thứ hết, sáng trưa chiều tối rồi hỏi hỏi tới tấp luôn. Thì lúc đó mình cũng nói chuyện cho vui, qua đường cho vui thôi, tại vì cũng mới chia tay, ảnh thì cũng mới chia tay với người yêu, mình cũng mới chia tay với người yêu. Rồi hai đứa cứ nói chuyện cho vui, nói chuyện cho qua ngày thôi chứ cũng nghĩ là quen gì đâu. Cái lần đó là ảnh thi chương trình cũng trong gần Tết á, là lúc đó là hai đứa gặp nhau khoảng nửa tháng nữa là Tết của chương trình Bolero, thần tượng Bolero có thi casting ở Cần Thơ á anh. Em tưởng đâu tốt lắm, đi xe Honda đi xuống dưới thi á, rủ em theo đặng là ngồi đằng sau cho có người nói chuyện đỡ buồn á. Em ngày mai em đi chơi với anh, đi Cần Thơ chơi với anh. Em đâu có nghĩ là đi thi chương trình Bolero. Em thì em không thích nhạc. Đi tới đó cái mình nói vô muốn phòng ngủ. Anh nói, em mới hỏi anh là giờ muốn phòng ngủ là muốn làm sao? Muốn hai phòng nha. Tại vì mới gặp có nửa tháng mà em đâu muốn hai phòng. Anh nói thôi muốn một phòng mà hai giường. Em mới nói ok muốn một phòng hai giường. Rồi đi chơi xong xuôi mệt thì leo lên mạnh giường ai nó ngủ. Có cái em ngủ giường, ảnh ngủ giường. Tối trên giường ảnh mò qua bên giường mình nằm. Ảnh chưa giường mình nằm á. Ê nãy hứa là sao, hứa người nằm giường sao à. Giờ chưa đây tôi đi về Sài Gòn đó nha. Cái bò qua lại. Ảnh bò qua lại ảnh ngủ. Xui cái ảnh mới chia tay với bồ, ảnh đang cua mình. Cái chị đó chị điện thoại. Đang đâu vậy? Đang đi Cần Thơ. Đang Cần Thơ làm gì, đi với ai? Đi mình. Ảnh nằm cái mình nằm cái bên, mình nằm giường cái bên, ảnh nằm giường bên kia, ảnh hỏi đang đi mình. Cái nói trong bụng, trời cái ông nội này ông xạo rồi. Em bên này em nói nó dốc nó xạo vừa thôi nha, mai là mới gì hết chưa hết, nó dốc nó xạo rồi. Cái qua ngày sau ảnh đi thi, thi xong đi về, trên đường về em mới nói từ nay về là xóa số điện thoại tôi nha, đừng liên lạc gì với tôi hết. Thôi. Tay chân gì đâu mà bắt cá hai ba tay, đi chơi với tôi con nhỏ bồ điện thoại kêu đi chơi mình tùm lum hết trơn à. Ảnh nói chia tay rồi, hỏi chia tay nào, mới chia tay hôm qua. Khang lúc ơi, đó khang. Là bắt cá tay rưỡi đó em. Trời ơi, bữa nay mới biết em đó Khang. Sau này về anh biết không, ảnh kể chuyện người yêu của ảnh mà bằng mấy trang sách chưa viết hết á. Quá trời người yêu luôn, đâu mà em thói đâu nhiều dữ anh. Còn chỗ nào để kể ông kể sao mà. Rồi nhưng mà nhiều... sau đó về thì là có giận luôn không? Em về cái em xóa số điện thoại luôn. Xóa số điện thoại em xóa Zalo rồi cái qua cũng lết lên nữa hả? Quá nữa. Cũng quá nữa. Sao? Xong rồi bà này bà giận rồi, lúc đó em sao? Lúc em về là em nhắn tin nói thôi giờ không có qua lại nữa. Là xóa số em chặn luôn. Là em không là chốt luôn cái với mối quan hệ này đúng không? Là em chặn kia luôn là từ đó giờ là không biết luôn, là 7-8 năm mà không gặp. Cái đợt đó đó vợ em cũng tạo có một cái Facebook ảo có cái hình đại diện đẹp lắm. Nhỏ đẹp lắm. Nhắn tin tán em. Lúc thử em đó. Dạ thử em tán em là kiểu làm quen á. Em có nghi không? Dạ không, em cứ nghĩ là người lạ thôi. Em cũng đâu biết mà em không trả lời. Nói chung là nhắn tán tình rồi, em đó rồi đúng xong không? Cái tới chiều đó em 5-6 giờ tối là gần xong rồi em kêu anh có người yêu rồi em ơi. Anh không đừng làm phiền nữa nha thôi. Rồi cú đó bà này mới chết. Là lúc đó vợ em mới ngã. Là cách không đó. Làm ngã. Dạ. Vậy là từ cái cú mà từ thử. Thơ về đó rồi bao lâu thì hai đứa làm đám cưới? Dạ lúc đó là 4 tháng sau tụi em làm đám cưới. Là quen trong vòng vỏn vẹn có 3 tháng là bên nhà ảnh, là qua Tết là bên nhà ảnh luôn, qua là hỏi cưới rồi. Cưới luôn. Dạ là cưới. Là nay được bao nhiêu năm rồi cơ? 7 năm rồi chị. 7 năm. Mấy đứa con rồi? Hai đứa. Hai đứa. Đó vậy ngon lành quá rồi. Ê nó nghe nè, mà sao nóc ao sớm dữ vậy? Thấy em thấy hợp duyên á. Chẳng như em hết muốn quen người nào luôn á. Em quyết định lấy vợ, tại vì em lớn tuổi rồi, ông bà già em quê cũng lên già lắm rồi. Mà hối hoài à. Mà sao hối vậy? Trời ơi kêu sánh bạn bè em mà con tới 8 tuổi 10 tuổi hết rồi. Mà giờ này còn cứ lông bông thì còn độc thân cứ làm xong rồi không thấy bồ mình chẳng về.
ba má chồng em á, ảnh là gần 40 tuổi rồi mới lấy vợ. Sợ ảnh là lấy chồng chứ không chịu lấy vợ. Lúc ảnh lấy vợ thì ba má cũng mừng, tại vì ba má cũng gần 80 tuổi rồi. Giờ tới trang 2 đi. Bà vợ này hơi bị ghen nè, theo cái cảm nhận nè, đúng không? Giờ nói thử coi, lấy nhau về rồi bắt đầu bà mới lòi ra thêm cái gì nữa ngoài cái ghen ra? Ghen rồi nóng tính. Nóng tính. Nóng tính dữ không? Đâu đâu kể cái nết nóng tính quá đây. Rồi nông tính lúc mình dụ làm công việc áp lực buôn bán đâu đó, mỗi lần kêu lấy cái gì kia, trời ơi nạt nộ nóng, nói lớn tiếng lắm, em cũng phải ráng kiềm chế, em chịu đựng thôi. Rồi cái đỉnh điểm ghen là cỡ nào mà ghen dữ, mà ghen vô cớ, vô duyên, vô dùng cỡ ghen nào? Là lúc em đi hát sinh nhật bên Bình Dương á. Lúc đó vợ em còn 6 tháng. Cưới bao lâu rồi? Cưới 6-7 tháng. Cũng 6-7 tháng rồi. Em đi hát là em nói là khoảng tầm 10 giờ về hát xong, bởi vì mấy anh em trong gia đình là giao lưu, giao lưu dẫn em ra cái phòng trà hát với nhau vài câu vài bài rồi cho vui rồi về. Vợ em cứ gọi video hoài, thôi bây giờ đang đâu, cứ chưa về 11 giờ rồi, thôi em ở nhà em ngủ đi. Vợ em không chịu, 1-2 phải về, cứ gọi hoài cái ồn quá không nghe. Vợ cứ tưởng là đi gái của bài bảo bình thường, đi tăng 2 tháng 3 đó, 12 giờ rồi thì rồi sao chứ đâu. Em cũng bình thường lên đấy ngồi khoảng nửa tiếng sau, vợ em nói tôi chạy tới được cái mạng 8 là bà chạy lên luôn, bà chạy xe máy luôn, 12 giờ từ chạy nhà xe máy. Em chạy qua bên Bình Dương mà cái đường hai bên đồng ruộng nó vắng tanh, không có xe. Rồi kết cục của cái đỉnh điểm của cái đó là cái chuyện gì xảy ra? Em chửi, em kêu trời ơi em nóng, em kêu lỡ mà bị cướp hay nó cướp xe nó đạp làm sao. Có cãi nhau, lúc đấy vợ em cười, em đứng em nói vợ thấy em nội cười thế là em cãi gì đâu. Trời, mà có lần nào mà em phản kháng mà em phải bỏ nhà em đi, em nó nổi điên quá, em bỏ nhà em đi mấy ngày, em vì ghen. Bỏ đi mấy ngày? Em đi, nhớ em đi là bỏ đi 2 ngày 2 đêm chị. 3 ngày 2 đêm. Tại gì? Là nó đi 3 ngày 2 đêm mới đi đâu? Đi ở khách sạn á, thì đương nhiên đi thì ở khách sạn thôi chứ lại đến nhà đấy. Không, nhiều khi nó qua nhà thầy Ngọc Sơn rồi sao? Ngày nào đâu ra thầy đâu có chú. Em ở nhà lúc đó là mở quán chay lâu rồi, cái em sáng ảnh đi chơi, em mới nói là chiều anh tranh thủ anh về anh ghé đồ chỗ đó cho em lấy hàng cho em về bán. Thà anh nói là bây giờ sáng em ở nhà em tự đi lấy hàng đi, anh đi làm về trễ, anh đi chơi trễ không có, lúc anh về sớm về sớm. Từ sáng mà trưa em điện tới chiều 4-5 giờ em điện chưa thấy về, chợ nhà hết hàng bán rồi sống về, đang về đang về, anh nói đang về 12 giờ mà tới 5 giờ chiều chưa về tới nhà. Cái em về lấy đồ, em nói có cái điện thoại đập cha điện thoại đi chứ đâu có xài điện thoại chi, mà điện hoài không được, không về lấy thì đó người ta ta lấy tiếng. Ổng móc điện thoại ra ổng đập, kiểu như ổng đập mà đập đập cho đã nư á, đập cho đã cái nư á. Em tức em lấy cái điện thoại em đập nát cái điện thoại luôn. Cái điện thoại thế là bỏ nhà không ra đi giận. Xong thế là ổng xách đồ ổng cuốn đồ ổng đi, đi đâu 2-3 ngày 2-3 đêm luôn á. Lúc đó không có điện thoại lấy gì liên lạc thì em đâu liên lạc đâu, không ai liên lạc hết. Rồi rồi thì... sao nó tự nó dò về hả? Tự về về cái em mới nói là em mới nói nè nè đi á, tự đi tự về được nha, lần này đi thôi, lần sau đi là đi luôn nha. Không còn bộ đồ nào để về đâu, đốt đồ hết không cho về đâu. Cái là từ đó là anh không có đi nữa. Ngoài cái tính đó ra còn tính nào xấu nữa không? Có, ham chơi lắm chị. Ham chơi thí dụ cái là ham chơi, thì mà ham chơi như thế nào? Đang ở nhà vậy bạn điện thoại đi chơi chỗ này chỗ kia là đi liền, đang ngủ 11 giờ em bạn anh điện đi chơi, anh đi chơi nha. 11 giờ đêm á hả? 11 giờ đêm á chị. Không ra mà cho đi. Mà tới bây giờ nó vẫn còn bây giờ hết rồi chị, bây giờ đi là đi ở nhà nghỉ luôn á. Rồi có lãng mạn không? Lãng mạn hả? Chắc cứ ngắt rồi giống như cây củi á. Không lãng mạn, trời ơi nhiều tật xấu quá. Mà ca sĩ nó phải lãng mạn chứ sao mà ca sĩ ca trên bài hát vậy chứ ở ngoài á. Trời ơi, em muốn đi mua quần áo hay đi mua gì? Ngày mai anh chở em đi mua thì đi. Thì như là muốn làm cái gì á thì không bao giờ cản. Nhưng mà không bao giờ mà tự ý. Đồ anh tự mua, đồ em tự mua. Từ lúc quen tới lúc cưới là 7-5 năm mà không có tặng gì. Chỉ có tặng cho bà già vợ 20 tháng 10 tặng hoa cho bà già vợ. Mong muốn thay đổi điều gì? Nói chung là em chỉ mong muốn là ở nhà quan tâm tới vợ con một xíu thôi. Chứ ảnh là 24/24 là ở ngoài đường không à. Cứ bạn bè coi như là chăm sóc tình pháp, dạ coi như dành thời gian nhiều cho vợ xíu, đúng không? Rồi, dành thời gian cho gia đình luôn, bớt mê bạn đi, bớt ham đúng rồi, bạn bè ham chơi lãng mạn đồ nữa. Lãng mạn đồ. Rồi giờ tới ông Khang đó, hoa cho vợ chứ. Nãy là mong muốn vợ thay đổi điều gì thì em muốn vợ em thì
bớt nóng tính lại chút. Tại vì nhiều lúc buôn bán mà khách đông á thì mình nói lớn tiếng quá người ta cũng người dị nghị. Mất hồn hết. Chăm lo cho gia đình thôi là cho hai đứa nhỏ nó được tốt hơn. Rồi. Chứ không, không cần em cần gì hết á. Rồi giờ nè, vợ nói kìa, không có lãng mạn. Thì hôm nay thì em có muốn nói điều gì không hay muốn bày tỏ một cái điều gì với vợ không? Dạ anh ấy cũng em cũng có một cái món quà tặng cho. Đi vô lấy liền. Đi vô lấy liền. Bất ngờ. Cứ nhìn lại nha, đừng nhìn lại nha. Bất ngờ. Nhân ngày sống truyền hình là anh tặng cho vợ một bó hoa nha. Coi như là chuộc lỗi trong 7 năm qua chưa có một bó hoa nào tặng cho vợ. Trời ơi, hoa hướng dương em ơi. Đây nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 bó hoa hướng dương. Mỗi năm một bó, coi như là quề nghe, coi như là bỏ qua. Bỏ qua cho 7 qua năm qua đi. Này em cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho vợ chồng em hiểu nhau hơn. Và cảm ơn anh chị đã gắn kết vợ chồng em nhiều hơn. Cảm ơn. Anh cũng mong rằng là Khang cũng vậy đó, cũng sẽ thành công trong những cái gì mà em đam mê. Đúng rồi. Ở bên cạnh đó cũng phải dành thời gian để mà chăm sóc gia đình, cũng như là đồng hành với vợ trong cái việc mà xây dựng cái quán ăn đó. Còn chị là chị chúc cái quán chay của em á là thực khách đến càng ngày càng đông, sẽ gặp được một cô chủ quán nhẹ nhàng, say đắm, rất là chay tịnh á, hiểu không? Đúng rồi. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có những phần quà đến từ chương trình như sau. Phần quà dành tặng gia đình là combo sản phẩm đông trùng hạ thảo đến từ thương hiệu Dala New Farm, nhà sản xuất và cung cấp đông trùng hạ thảo chất lượng cao. Và món quà thứ hai đó chính là bánh cookies rắc hạt Goody Gold với các loại hạt dinh dưỡng, hạnh nhân, hạt điều và hạt chia rất tốt cho sức khỏe, cùng với thiết kế màu vàng sang trọng tinh tế là món quà ý nghĩa cho người trân quý. Goody Gold chọn kết nối thêm yêu thương, sản phẩm của công ty cổ phần BBCA. Và món quà thứ ba đó chính là một miếng cước chùi nồi, kèm theo đó chính là một cặp vé xem kịch tại sân khấu Hồng Vân, địa chỉ 643 Điện Biên Phủ, phường 1, thành phố Hồ Chí Minh, gần ngã 6. Quà tặng là một phần mặt nạ đắp 1 tháng của thương hiệu Lululun, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất Nhật Bản, nay đã có mặt tại gian hàng chính hãng M-Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululun Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày, bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun. Còn bây giờ thì chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý, các bạn hãy đau lưng lại nhau nào. Rồi, đau lưng lại và nghe kỹ câu hỏi của chương trình nhé. Nghe. Món quà đầu tiên chồng tặng vợ là gì? Đó. Chồng tặng vợ nha, hai đứa cùng chồng đi. Chồng tặng vợ. Giống nhau luôn nha. Phải giống nhau. Hai vợ chồng quay ra, xong chưa? Rồi. Gấu bông, chính xác. Wow. Món quà đầu tiên Ngọc Khang tặng cho vợ là gì? Quay ra. Món quà chương trình vợ chồng son nè. Nó ghi chữ gì vậy? Nó viết mới có chữ son sai rồi. Mời hai vợ chồng con chọn trước màu gì mà các con yêu thích. Đỏ hay màu đỏ. Màu đỏ. Hai vợ chồng Khang màu gì? Màu xanh hy vọng. Rồi tôi màu hồng. Trời đất ơi, nó dễ sợ thiệt á. Lâu lắm rồi mới chọn. Rồi. Bây giờ Quốc Thuận với chị Vân mở trước nha. Mời chị Vân. Wow. Rồi để xem hai cặp vợ chồng sẽ móc được những gì nào. 1 2 3 khui. Rồi, thấy không? Cái miệng tôi nói linh dễ. Wow. Ngọc chị. Khang đằng đằng sắp sửa có con nữa. Nhà đã bán quán. Chúc mừng hai vợ chồng con đã nhận được phần quà, đó chính là một phần đông trùng hạ thảo đến từ sản phẩm Dala New Farm. Chúc mừng chị Vân đã nhận được phần quà, đó chính là một phần bánh cookie rất hạn Goody Gold. Em. Và chúc tôi đã trúng được cái phần đó là đắp mặt nạ thương hiệu. Wow. Luôn. Chúc mừng hai vợ chồng Ngọc Khang đã nhận được một phần quà, đó là chính là miếng cước chùi nồi và kèm theo một cặp vé xem kịch ở tại sân khấu kịch của chị Hồng Vân. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son đã hết. Thay mặt chương trình xin cảm ơn hai cặp vợ chồng ngày hôm nay đã mang những câu chuyện hết sức là hay và thật là ý nghĩa đến với chương trình. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Và kỳ sau chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.